Chiến thần Thánh Y Đường Tuấn. Chương 2191, các cô còn ngứa ra làm gì? Trời sập cũng không sợ. Đây là những đánh giá trong lòng của Chu Nhã Nhi về Đường Tuấn. Đường Tuấn cũng không nói thêm nữa. Hồng lão thấy ánh mắt của Đường Tuấn ngày càng không thể coi thường, sát khí trong mắt ngày càng đậm. Phía trước đang ngăn cách khu vực trung tâm với những khu vực khác, cần phải có lệnh thông hành mới có thể đi qua. Anh chưa có lệnh thông hành, cần phải cùng chúng tôi vào mới được chu nhã nhi chỉ tay vào một bán cầu hình lồng phía trước audio điện tử võ tấn bền tiểu thư lệnh bài kia là do phương trí tôn và gia chủ đặc biệt chuẩn bị cho cô nếu cô dẫn một cậu trai khác vào phương trí tôn biết được e rằng sẽ không hài lòng hồng lão nói đùa giọng nói đầy uy hiếp chu nhã nhi trừng mắt liếc hồng lão nhíu mày dường như có chút khó xử đường tuấn khua tay nói ngoại trừ lệnh thông hành còn cách nào có thể đi vào nữa Hồng lão dành nói trước, đơn giản thôi, anh chỉ cần có thực lực của 10 người đứng đầu tiên bảng thì có thể mạnh mẽ tiến vào. Đây là việc mà cả đấng tối cao cũng không thể làm được, liệu anh có thể đấu lại đấng tối cao không? Câu nói này của lão Hồng vốn là muốn chế nhạo đường Tuấn, ai ngờ lời nói của ông ta vừa dứt, đường Tuấn lại lộ ra vẻ mỉm cười, nói quả thật là rất đơn giản. Chu nhã ca muốn nói lại thôi, tên này sợ là cũng có hiểu sai về khái niệm của top 10 tiên bảng, cần biết rằng Long Vương, Phương Nguyên Minh Cường giả cấp số này đều đang cố gắng và liều mạng để tiến vào top 10 tiên bảng, anh lại còn nói đơn giản. Top 10 tiên bảng nào không phải đỉnh thế giới sừng sững, nhìn xuống quan to, có thể ngồi ngang hàng cùng với người lãnh đạo của các đại cường quốc, không cho phép người khác không tôn trọng. Trong lòng nghĩ đến những điều này, sắc mặt Chu Nhã Ca cũng có chút khó coi, bỏ đi suy nghĩ giải thích đôi câu vì đường tuấn. Nếu cậu đã tự tin như vậy, vậy thì tôi và Lão Hồng sẽ đi trước một bước. Chu Nhã ca trầm giọng nói. Nói xong, cô ta lấy ra một tấm lệnh bài, theo pháp lực của cô ta tràn vào bên trong lệnh bài, một trận hào quang bọc lấy hai người cô ta và lão hồng. Chương 2192 phân âm dương, lão hồng và Chu Nhã ca đồng thời ngơ ngác. Phía trước cách đó không xa, Đường Tuấn đang nói chuyện với bọn họ. Cậu ta qua đó từ khi nào? Làm sao cậu ta qua đó được? Hai câu hỏi liên tục gần như xuất hiện đồng thời ở trong đầu lão Hồng và Chu Nhã ca. Trận pháp hình bán cầu này có thể ngăn cản cao thủ bên ngoài top 10 tiên bảng cũng không phải là nói bậy, mà là trải qua thí nghiệm, cho dù cao thủ của top 10 tiên bảng muốn đột phá cũng vô cùng phí sức. Muốn đi qua im hơi lặng tiếng, hoặc là trận pháp đại sư, hoặc chính là nhân vật top 3 tiên bảng xưng thần kia. Chẳng lẽ cậu ta là trận pháp đại sư? Chu Nhã ca khẽ nhíu mày, thầm nghĩ trong lòng, còn một khả năng khác cô ta ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Giống Antus, ban đề cường giả cấp số này, phóng tầm mắt nhìn toàn thế giới cũng không có mấy người, càng không thể nào trẻ tuổi như vậy. Thằng quỷ nhỏ, làm sao cậu qua được? Lông mày rậm của lão hồng vắt lại, sát khí tràn trề mà hỏi, mang theo giọng ra lệnh. Đường Tuấn nhún nhún vai, nói, vừa nãy tôi đã nói rồi, tôi muốn qua đây rất đơn giản. Hừ, cậu thật sự cho rằng mình thật sự là trí tôn sao? vừa mới dứt lời lão hồng đột nhiên động thủ ông ta khẳng định trên người đường tuấn chắc chắn có bảo vật bí mật vượt trội nếu như đoạt lấy nói không chừng tu vi của ông ta có thể tiến thêm một bước lão hồng dừng tay chu nhã ca quát lên ai ngờ lão hồng vốn dĩ không có ý định dừng tay thân hình vẫn lao về phía đường tuấn cười gằn nói cô cả tôi nghi ngờ người này có mưu đồ làm loạn muốn phá hư đại hội sắp xếp lại tiên bảng lần này đợi tôi bắt giữ cậu ta đưa cho trí tôn xử lý một cái mũ lớn cứ như vậy chụp lên trên người Đường Tuấn. Trong lòng Lão Hồng cười khẩy, tôi xem cậu kẻ địch của Chí Tôn này có bao nhiêu cân lượng. Ông ta đập ra một quyền, vang lên âm thanh của một trận bão táp, dường như nhanh hơn so với cơ thể mấy phần. Đây là một cú đánh ông ta tích trữ với tư cách cảnh giới Nguyên Anh sơ kỳ, càng đột một bùng lên, chiếm đoạt tiên cơ. Lão Hồng tin rằng cho dù là cảnh giới Nguyên Anh trung kỳ cũng phải ngã ở dưới một quyền này một tên cảnh giới Nguyên Anh cũng dám ra tay với tôi. Đôi mắt đường Tuấn hơi híp lại. Xoạt, ánh mắt của anh như kiếm. chương 2193, sẽ có lúc cậu hối hận. Ông ta giống như con thú giữ bị trọng thương vậy, toàn thân không ngừng run rẩy. Trên mặt của ông ta là vẻ kinh ngạc, một ánh mắt đã làm ông ta trọng thương, đây là tu vi gì vậy? Chẳng lẽ anh thật sự là trí tôn sao? Bàn tay nhỏ bé của Chu nhã ca che đôi môi, không thể tin được cảnh tượng trước mắt này. Lão Hồng tuy chỉ là trưởng lão khách khanh của nhà họ Chu, nhưng cũng là cao thủ xếp hạng thứ ba cao thủ ở nhà họ Chu, thậm chí ngay cả một ánh mắt của Đường Tuấn cũng đánh không lại. Khó trách chú ba nhà họ Phương nói ông ta có thể địch lại trí tôn, thực lực này quả thật là không thể kém hơn trí tôn bao nhiêu. Trong lòng Chu Nhã Ca than thầm. Cảm ơn. Chu Nhã Ca đỡ Lão Hồng, nói với Đường Tuấn. Cho dù tu vi của cô ta ít hơn, cũng biết vừa rồi Đường Tuấn đã nương tay. Lần sau sẽ không đâu, Đường Tuấn nói. Chu Nhã ca cắn môi một cái, bỗng nhiên nói, cậu nhanh chóng rời đi đi. Lão Hồng bị thương thành ra như vậy, cha tôi và Chí Tôn Phương sẽ không bỏ qua đâu. Đường Tuấn nói, bọn họ cũng không đáng để tôi trốn. Nói xong, Đường Tuấn không đợi hai người, tiếp tục đi về phía trước. Chu Nhã ca liếc mắt nhìn bóng lưng của anh, dậm chân, nói, sẽ có lúc cậu hối hận. Trung tâm hòn đảo có một khe núi, khe núi gần như đi ngang qua cả hòn đảo nhỏ, rất sâu thẳm, tựa như một vực sâu vắt ngang trên hòn đảo. Mà lúc này ở hai bên khe núi, nhóm người mấy người giải rác phân bố ở các nơi, hoặc là vút lên trời cao lơ lửng, hoặc là ngồi xếp bằng bên trên thạch đài to lớn, người người đều khí phách siêu phàm. Những người này tổng cộng có hơn 100 người, ngoại trừ người trong tiên bảng, còn có không ít người xem cuộc chiến. Mà ở trên một cái sân thượng trong đó gần 30 người tụ tập cùng một chỗ, vô hình chung lại chia thành mấy nhóm nhỏ, làm người khác chú ý nhất chính là 6 người ở phía trước nhất kia, Long Vương, Phương Nguyên Minh đều ở trong đó. 6 người này chính là người mạnh nhất của nước Việt Nam bây giờ, được gọi là Lục Đại Chí Tôn. Phần lớn những người khác đều tập họp ở phía sau bọn họ, trong đó không thiếu cao thủ tiên bảng. Mà ở khu vực biên giới, Hoa Tiểu Nam và Hàn Bảo Long hai người lẻ loi đứng chung một chỗ, so với lục đại trí tôn, có vẻ hơi hưu quạnh. Hai người bọn họ cũng là cao thủ tiên bảng, hơn nữa xếp hạng cũng không tệ lắm, làm thế nào cũng sẽ không xuất hiện loại tình huống này, rất rõ ràng là bị nhầm vào rồi. chương 2194, cậu chính là Đường Tuấn. Tôi nghe Nguyên Quảng nói, Đường Tuấn lại muốn nhà họ Phương giao cổ phần của Thiên Thanh ra. Hừ, thật là không nhận thức được thân phận bây giờ của mình. Với thân phận bây giờ của cậu ta, đã không có năng lực nắm giữ tập đoàn Thiên Thanh Nếu như thức thời Thì nên ngoan ngoãn giao toàn bộ cổ phần cho nhà họ Phương Lại còn dám đòi tiền Chí tôn nhà họ Vương sắc mặt lạnh như băng nói Nếu như lần này Nguyên Minh Chen vào top 10 tiên bảng Chính là đại công thần của nước Việt Nam Đừng nói là muốn một công ty của cậu ta Cho dù bảo cậu ta tự sát Cậu ta cũng không thể nói một chữ không Người nói chuyện là chí tôn nhà họ Lư Phương Nguyên Minh không cần phải nói một câu tứ đại trí tôn khác đã nói thay ông ta, hơn nữa ngôn từ rất sắc bén, có ý muốn loại trừ đường tuấn. Trong lòng Long Vương thầm than một tiếng, ngũ đại trí tôn phương, chu, lâm, vương, lư cũng xuất thân từ thế gia, lại có thêm phương nguyên minh là nòng cốt này, đương nhiên đồng khí liên chi. Cho dù là ông ta, cũng không thể chống lại. Nhìn thấy Long Vương không nói lời nào, Phương Nguyên Minh mới cười nhạt một tiếng, nói yên tâm đi Long Vương, dù sao cậu ta cũng đã từng là thiên nhân, có công với nước Việt Nam, tôi sẽ không làm quá cùng tận, sẽ cho cậu ta giữ lại tiền dưỡng lão." Long Vương nhẹ nhàng gật đầu, nói ông hiểu thì tốt. Đúng lúc này, sắc mặt của Chí Tôn nhà họ Chu thay đổi, nhìn về phía lối vào. Chỉ thấy Chu Nhã ca đỡ lão Hồng bị trọng thương, đi chậm rãi về phía bọn họ. Thân hình Chí Tôn Chu khẽ chuyển động, đi tới trước mặt hai người, trầm giọng nói, "Ai làm?" Tình trạng vết thương của lão Hồng đã khá hơn một chút, ánh mắt thù hận nhìn về đường tuấn ở phía trước bọn họ trí tôn chu nhíu mày lại giữa hai đầu lông mày lập tức đầy sát khí nhìn chằm chằm đường tuấn quát lên cậu làm lúc nói chuyện một luồng khí thế từ trên người ông ta toát ra khiến cho áo khoác của ông ta phát ra âm thanh sắt thép va chạm đùng đùng xem về cảnh giới anh cách cảnh giới nguyên anh đỉnh cao đã không xa đường tuấn nói là tôi chu nhã ca than thầm một tiếng đang chuẩn bị đứng ra nói hộ nhưng mà có người nhanh hơn cô ta, thân hình hoa tiểu nam và hàn bảo long khẽ chuyển động, đã che chở ở trước người đường tuấn. Ai cũng không thể làm tổn thương đại ca đường. Ai dám động đến thầy của tôi, thì hỏi qua kiếm trong tay tôi trước. Bên ngoài cơ thể hoa tiểu nam có xương dày đặc cuồn cuộn, mà tay hàn bảo long nắm chặt chuôi kiếm, chuẩn bị rút kiếm bất cứ lúc nào. chương 2195, tôi nói ông ta xứng, thì ông ta xứng. Long Vương, Ông hãy chờ xem đi, đừng nhúng tay vào." Chí Tôn nhà họ Lư hai tay ôm ngực, thản nhiên nói. Long Vương nhíu mày một cái, nhưng cuối cùng không có động thủ. Chí Tôn Chu nghe thấy tên Đường Tuấn, chỉ là hơi kinh ngạc, tiếp đó sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, dùng một loại giọng ra lệnh quát lên, quỳ xuống nói xin lỗi. "Đường Tuấn nói, muốn tôi quỳ xuống nói xin lỗi, ông ta xứng sao?" Chí Tôn Chu nói, "Tôi nói ông ta xứng, thì ông ta xứng." Lão Hồng cũng ở một bên cười khẩy, nói: "Có thể khiến Đường Tuấn năm đó quỳ xuống nói xin lỗi, lão phu đời này sống không uổng phí." "Trí Tôn Chu, ông đừng quá đáng." Xương dày trên người Hoa Tiểu Nam càng đậm. Trí Tôn Chu hình như không có cảm giác, nói: "Quá đáng sao? Tôi không cảm thấy vậy, đụng đến nhà họ Chu tôi, đừng nói là một người, cho dù là một con chó, hôm nay cậu ta cũng phải quỳ xuống nói xin lỗi." Ánh mắt ông ta pha trò nhìn Đường Tuấn nói cậu cho rằng mình vẫn là thiên nhân năm đó sao? Nước Việt Nam tôi tổng cộng có hơn 10 vị cao thủ tiên bảng ở đây, cậu hỏi bọn họ ai dám ngăn cản tôi vì cậu? Lời của ông ta vừa nói xong, đám người kia nhao nhao nói, trí tôn chu cứ việc ra tay, hôm nay chúng tôi coi như xem một vở kịch hay. Có người lại ngẩng đầu nhìn trời, giả vờ không nhìn thấy. Trí tôn chu cười khẩy càng quá mức, nhìn lướt qua hàn bảo long và hoa tiểu nam, khinh thường nói, hay là cậu cho rằng dựa vào hai người bọn họ thì có thể ngăn cản tôi. Nếu như không muốn chết, thì quỳ xuống nói xin lỗi. Khi Chí Tôn Chu nói chuyện, khí tức trên người càng ngày càng mạnh mẽ, Hàn Bảo Long và Hoa Tiểu Nam như đối diện cường địch, mặt đất dưới chân cũng nứt ra. Cho dù hai người bọn họ hợp lại, e rằng cũng không phải là đối thủ của Chí Tôn Chu. Đường Tuấn tôi cần gì người khác phải ra tay vì tôi. Đừng nói người họ chu của ông ở đây, cho dù cao thủ tiên bảng tề tụ, ngày hôm nay tôi cũng phải giết ông ta. Trong một khoảng thời gian yên lặng, đường Tuấn bỗng nhiên lên tiếng, anh nhìn về phía Lão Hồng, nói, vừa nãy tôi đã nói, ông tiếp tục nhiều chuyện một câu, thì chết. Audio điện tử võ tấn bền chương 2196, một thế hệ thiên nhân chết như vậy. Tôi nói rồi, ông ngăn không được tôi. Đường Tuấn nói khẽ. Nói xong, anh nhẹ nhàng đẩy Hoa Tiểu Nam và Hàn Bảo Long ra, đi về phía lão Hồng. Cậu dám đối mặt Chí Tôn, không sợ chết sao? Một thế hệ thiên nhân chết như vậy. Trong đám người, có vài người cười khẩy nói. Tự tìm cái chết, Chí Tôn Chu nổi giận, ông ta đường đường là trí Tôn, thế mà bị người khác coi thường. Ông ta tâm niệm vừa động, pháp lực rồi rào bên trong cơ thể đã chuẩn bị điều động. Nhưng ngay khoảnh khắc này, một luồng sức mạnh bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống trong nháy mắt chân áp lại pháp lực và tinh thần của ông ta, khiến cho ông ta ngay cả suy nghĩ cũng không nhúc nhích được. Lúc này đường Tuấn đi đến trước mặt Lão Hồng, bàn tay vung lên, sau đó rơi xuống. Tốc độ rất nhanh, bàn tay gần như hóa thành tàn ảnh. Trong lúc nhất thời, âm thanh đùng 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 âm thanh kéo dài không ngừng ở trên sân thượng. Cuối cùng, đầu của Lão Hồng đánh nổ tung, máu tươi hòa với não bắn tung tóe ở trên mặt trí tôn chu. Mà Chí Tôn Chu vẫn không có làm ra bất kỳ phản ứng nào. Đường Tuấn phất tay, mặc dù trên tay của anh không có dính vào bất kỳ vật gì. Anh nhìn Chí Tôn Chu, nói tôi nói, ông ngăn không được tôi. Cho dù tôi ở ngay trước mặt ông, đánh chết ông ta, ông thì có thể làm gì? Đối phó một tu sĩ không tới cảnh giới Nguyên Anh đỉnh cao, với anh mà nói lại cực kỳ đơn giản. Vừa rồi bia vạn giới toát ra một chút khí tức, đã nhẹ nhàng trấn áp Chí Tôn Chu. Đường Tuấn tâm niệm vừa động, khí tức của bia vạn giới thu về, Chí Tôn Chu bỗng nhiên thở dốc nặng nề, giống như người rơi xuống nước sắp chết chìm, được người ta cứu lên từ trong biển vậy. Chương 2197, chẳng lẽ anh cũng sợ anh ta? Phương Nguyên Minh đứng phía trước khẽ chau mày, tỏ vẻ không hài lòng hỏi, có chuyện gì vậy? Chu Chí Tôn đã già đến mức này rồi sao? Ngay cả một gã thời đại cũ cũng không bắt được. Chu Chí Tôn lạnh lùng hừ một tiếng, sắc mặt khó coi, nói anh ta có hơi kỳ lạ, vừa nãy có cao thủ bí ẩn nằm trong top 10 tiên bảng ra tay, anh ta đã trấn áp pháp lực của tôi làm tôi không cử động được. Đường đường là trí tôn, là nhân vật được nhiều người kính nể ở nước Việt Nam mà lại bị người khác khiêu khích như vậy. Chu chí tôn dồn nén một bụng tức giận. Phương Nguyên Minh hơi thay đổi sắc mặt, trêu chọc xem ra người đã từng là thiên nhân của chúng ta vẫn là rắn chết vẫn còn nọc. Anh ta xua tay, nói, nếu đã có cao thủ nằm top 10 tiên bảng ra mặt giúp anh ta thì hãy ngừng lại một lát. Chu Chí Tôn vô cùng tức giận, nói chẳng lẽ anh cũng sợ anh ta. Phương Nguyên Minh búng ngón tay, ánh mắt lộ vẻ khinh thường, nói, chỉ là một thiên nhân yếu ớt mà thôi nên không đáng để tôi sợ hãi. Mục tiêu lần này của tôi là tiến vào top 10 tiên bảng nên không muốn lãng phí thời gian với anh ta. Đợi tôi vào được top 10, để tôi xem cao thủ sau lưng anh ta có ra tay hay không. Long Vương giật mí mắt, câu nói này của Phương Nguyên Minh cũng như đang cảnh cáo ông ta. Hơn nữa, trong lời nói của Phương Nguyên Minh đầy vẻ tự tin khiến ông ta kinh ngạc. Ông ta xếp hạng 11 trên tiên bảng nên biết rất rõ top 10 tiên bảng khó đến mức nào, nhưng trong lời nói của Phương Nguyên Minh dường như rất chắc chắn với lần tỉ thí này. Phương Nguyên Minh nở nụ cười nhìn Chu Nha Ca, nói, "Nha Ca, đợi lần này anh vào được top 10 tiên bảng thì chúng ta sẽ cử hành hôn lễ." Chu Chí Tôn nghe xong, quét sạch những mơ hồ trong lòng, nói con gái nhà họ Chu có thể gả cho nhân vật truyền kỳ top 10 tiên bảng thật là vinh hạnh cho nhà họ Chu chúng tôi. Các vị trí tôn khác cũng cười và nói, hôn lễ của top 10 tiên bảng chắc hẳn sẽ khiến cả thế giới phải nhìn vào, đến lúc đó chúng ta chắc chắn phải uống hai ly. Một đám người vui vẻ nói cười, Chu Nhã ca người có liên quan chỉ gượng cười. Cô ta lặng lẽ nhìn Đường Tuấn, trong lòng có hơi thất vọng. Thưa thầy, lúc nãy, Phía bên kia, Hàn Bảo Long và Hoa Tiểu Nam kinh ngạc nhìn Đường Tuấn. Bọn họ có thể đoán ra thực lực của Đường Tuấn chắc chắc tiến bộ không ít, nhưng không ngờ Đường Tuấn lại có thể xem thường trí tôn. Đường Tuấn xua tay, nói cũng không là gì cả. Đợi sau khi mọi chuyện ở đây giải quyết xong thì tôi sẽ giúp mọi người nâng cao thực lực, nhẹ nhàng nhìn nát tiên bảng. Nói câu này ra, đừng nói là người khác không tin, ngay cả Hoa Tiểu Nam cũng trao mày. Trương 2198, một người có thể tàn sát tiên bảng. Đường Tuấn Liếc nhìn hai người kia, rồi thu ánh mắt lại, sức mạnh tu luyện của hai người kia khá tốt, đã đạt đến cảnh giới Nguyên Anh trung kỳ. Anh suy ngẫm nói, Border và Antus không xuất hiện sao? Hoa Tiểu Nam nói, hầu như không xuất hiện, trừ khi có chuyện gì đặc biệt, chẳng hạn như người nằm trong top 10 tiên bảng thách đấu với bọn họ. Chỉ là tiên bảng thành lập đã 3 năm, xếp hạng lại đã đổi mới 10 lần ngoại trừ năm đầu có người thách đấu với bọn họ, sau đó không còn ai dám thách đấu nữa. Người khiêu chiến với bọn họ không quá ba chiêu đã bị đánh chết rồi, cái tên tam thần không phải tự nhiên mà có. Trên bầu trời, Bra và Sophia cũng đang trò chuyện to nhỏ với nhau, hai người đều vận dụng bí pháp khi đang nói chuyện, giọng nói không truyền ra ngoài. Bra nói, Sophia, cô thấy tiền bảng xếp hạng lại lần này, vị trí top 10 có thay đổi hay không? Sophia nói, chắc là có, thiên bẩm của Phương Nguyên Minh của Việt Nam không tồi, có thể giao đấu Bra nhướng mày, nói là Antus đại nhân nói sao Sophia cười mỉa mai tự đắc nói, anh nghĩ nhiều rồi cho dù Phương Nguyên Minh thật sự đứng trong top 10 thì cũng không đủ tư cách để thầy tôi coi trọng bỗng nhiên cô ta thay đổi sắc mặt nói, border đại nhân có nói với anh về chuyện đã xảy ra trên mặt trăng dạo trước không sắc mặt Bra vô cùng nặng nề gật đầu nói, trên mặt trang xuất hiện một cường giả thần bí. Tôi đã hỏi thầy người đó cuối cùng mạnh đến mức nào, thầy chỉ nói một câu. Sophia nói, thầy nói gì? Một người có thể tàn sát tiên bảng, Bra chậm rãi nói. Sophia bỗng thay đổi sắc mặt. Trăm người tiên bảng lại không đánh bại được một người. Lúc này, cô ta nghĩ đến chuyện Antus nhận xét về cường giả thần bí, tiên bảng là trò cười trong mắt người đó. Sophia vốn còn nghĩ nhận xét của thầy mình có hơi quá, nhưng giờ lại không nghĩ vậy. Năng lực tàn sát tiên bảng, tiên bảng trong mắt người đó chẳng qua chỉ là trò cười thôi sao. Có thể để hai cường giả xưng thần trên tiên bảng nhận xét như vậy, người này cuối cùng là ai? Sophia kinh ngạc không nói nên lời, tan tin với danh xưng thần vương thì không có thực lực này. Ra thở dài nói, các cường giả không phải người chúng ta có thể suy đoán được, cứ để cho các thầy giáo lo là được rồi. Chúng ta phụ trách bắt đầu đại hội xếp lại thứ hạng tiên bảng lần này là được rồi. Chương 2199, hôm nay tôi tha mạng cho ông. Vừa dứt lời, Long Vương bay ngang bầu trời và đụng phải võ giả nước Yên. Khí thế Long Vương dâng cao, hơi thở khủng khiếp càn quét và ngay lập tức chiếm được ưu thế. Đó là đệ nhất cường giả võ đằng trị của nước Yên, hiện tại đang xếp hạng 10 trên tiên bảng, Long Vương và ông ta đã giao đấu rất nhiều lần, nhưng đáng tiếc đều thất bại rồi. Hoa Tiểu Nam thở dài, nói, giới tu hành của Việt Nam giờ suy tàn rồi. Mong rằng Long Vương thắng lần này. Đường Tuấn lắc đầu, nói, ông ta không thắng nổi đâu, võ đằng trị đã có sẵn thế đao. Võ đằng trị đã là cảnh giới nguyên anh đỉnh cao, còn Long Vương cách cảnh giới nguyên anh đỉnh cao một chút. Về thuật pháp, khi võ đạo ở trong các tình hình tương tự thì khoảng cách này đủ để quyết định thắng thua. Hơn nữa, hơi thở của võ đằng trị càng thêm mạnh mẽ trầm lắng nếu tu luyện không đủ thì hoàn toàn không nhìn ra. Hừ, có những người không biết tự lượng sức mình, chút tu luyện nhỏ bé cũng xứng nhận xét thắng thua của Long Vương và Võ Đằng Trị. Chu Trí Tôn lạnh lùng hừ một tiếng, nhìn Phương Nguyên Minh và nói, Phương Trí Tôn, anh thấy trận thắng thua này thế nào? Phương Nguyên Minh chắp hai tay sau lưng, rất có phong thái cao nhân, nói, Long Vương sẽ thắng. Anh ta và Võ Đằng Trị đã giao đấu mười mấy trận nên vô cùng quen với những thủ đoạn của Võ Đằng Trị phần thắng của Long Vương rất lớn. Phương Nguyên Minh vừa mở miệng thì những người khác đã sôi nổi gieo hò. Xem ra hôm nay Việt Nam phải cử ra người đầu tiên trong top 10 tiên bảng, đó là một chuyện may mắn. Có những người bản thân không ra gì, lại còn cố tình hạ thấp Long Vương, đúng là làm trò cười cho thiên hạ. Cần gì phải so đo với loại người đó, loại người đó đừng nói là top 10 tiên bảng, e là ngay cả tiên bảng đại diện cho cái gì cũng không biết. Người không biết thường không sợ hãi, quan tâm đến họ làm gì. Trong lúc mọi người đang nói chuyện thì cục diện trận chiến trên bầu trời bỗng nhiên thay đổi. Võ đằng chỉ trước giờ bị Long Vương áp chế bỗng nhiên cười gần, Long Vương. Ông cũng tiến bộ không ít đấy, tiếc là vẫn còn quá yếu. Theo gió một đao chém. Cùng với tiếng hét đó, đao trên eo của võ đằng chỉ bỗng bay ra khỏi vỏ, y ánh sáng của đao trắng như tuyết xuyên ngang bầu trời giống như giải ngân hà chảy ngược cho dù là ban ngày thì ánh sáng của đao vẫn sáng một cách đáng sợ, như thể chỉ cần liếc mắt là có thể làm mù mắt. chương 2200, cảm ơn ông Võ Đằng. Đám đông Việt Nam bên dưới sắc mặt tái mét, bọn họ đều rất tức giận. Có vài người chợt nhớ lại lời nói của Đường Tuấn, trong lòng vô cùng kinh ngạc. Là trùng hợp sao? Sắc mặt Phương Nguyên Minh càng thêm khó coi như thể bị người khác đánh mấy bà tai. Vừa rồi anh ta đã phân tích rất mạch lạc rõ ràng và chắc chắn rằng Long Vương sẽ thắng, nhưng bây giờ nghĩ đến điều đó lại cảm thấy xấu hổ vô cùng. Muốn chặn đường Việt Nam lọt vào top 10 tiên bảng, ông đã hỏi tôi Phương Nguyên Minh chưa? Phương Nguyên Minh ủ rũ liếc nhìn đường Tuấn, rồi sau đó bay lên bầu trời chặn đường Long Vương. Long Vương, ông xuống đi, ở đây có tôi rồi. Phương Nguyên Minh nói với Long Vương. Long Vương giữ chặt cánh tay và gật đầu với Phương Nguyên Minh, rồi sau đó bay đi. Ông ta bị thương khá nặng, cần phải nhanh chóng chữa trị. Nếu không thì sẽ để lại di chứng. Phương Nguyên Minh, tốt lắm, võ đằng chỉ nhìn Phương Nguyên Minh và khen ngợi, trong thế hệ trẻ Việt Nam, chỉ có anh là miễn cưỡng chấp nhận được, có tư cách nhận một kiếm của tôi. Phương Nguyên Minh khá thoải mái và nói chuyện khách sáo hơn, ông võ đằng. Mời. Võ đằng chỉ cầm cán dao, trầm giọng nói, nếu anh không cản được con dao này thì chắc chắn phải chết. Nếu anh cản được an toàn thì ít nhất anh có thể xếp hạng 8 trên tiên bảng. Sứt lời con dao của võ đằng trị đã rút ra khỏi vỏ xoẹt trên bầu trời lại một trận đao giải rác vô cùng chói mắt chỉ nghe thấy giữa môi của phương nguyên minh bật ra tiếng hét nhỏ lòng bàn tay bên phải bỗng bay lên và rồi trong phút chốc bộ đồ trở nên tan tành cánh tay của anh ta thô gấp ba lần một người đàn ông trưởng thành và bên trên được bao phủ bởi những lớp phải dày đặc lấp lánh dưới ánh mặt trời và ánh sáng của đao anh ta đưa tay ra và cầm lấy ánh sáng đao nhanh như chớp xoẹt, ánh sáng đao có hình không có chất, nhưng giây phút này lại truyền ra tiếng nát vụn. Cuối cùng, ánh sáng đao tản đi, lòng bàn tay của Phương Nguyên Minh trở lại bình thường. Trong lòng bàn tay của anh ta xuất hiện thêm một vết máu nhỏ. Cánh tay long lân, hôm đó quả kỳ lạ mà anh ăn chính là quả long lân. Võ đằng chỉ thu đao lại, sắc mặt thay đổi. Phương Nguyên Minh vùng dậy quá nhanh, rất nhiều người chỉ biết anh ta từng ăn quả kỳ lạ, nhưng không biết quả kỳ lạ mà anh ta đã ăn cụ thể là thứ gì. Phương Nguyên Minh gật đầu và nói, là nửa quả Long Lân. Những người Việt Nam bên dưới lộ vẻ vui mừng và thấy vinh hạnh. Quả Long Lân là quả kỳ lạ trong truyền thuyết, nghe nói nếu như luyện thành đan dược thì có thể khiến họ đi vào cảnh giới bán bộ hóa thần. Cho dù Phương Nguyên Minh có ăn nửa quả, chắc chắn cũng sẽ luyện được đạo cơ thâm hậu, tương lai mong muốn được xưng thần. Audio điện tử Võ Tấn Bền